bớt 5 đô la. Cảnh sát điều tra về cái chết bí ẩn của một nhà kinh doanh cỡ lớn. Ông ta nhảy từ cửa sổ văn phòng của ông ta ở trên tầng 11 xuống. Cô thư ký Giáng Thụy Mỹ nít na của ông ta khai báo. Sau tuần thứ nhất thì tôi được tăng lương 20 đô la. Cuối tuần thứ hai, ông ấy cho tôi tấm áo dạ hội rất đẹp. Cuối tuần thứ ba, ông ấy cho tôi một khăn choàng bằng lông chồn tuyệt mỹ. Thế rồi chiều hôm đó, ông gọi tôi vào phòng giấy và hỏi tôi có chịu làm tình với ông không. Tôi bảo tôi bằng lòng và nói thêm rằng vì ông rất tốt với tôi nên tôi chỉ cần trả cho tôi 5 đô la, mặc dù tôi tính tiền cho mọi người đàn ông khác ở trong văn phòng là 10 đô la. Đúng lúc ấy thì ông nhảy ra cửa sổ đó. Mười đô la tồi tệ. Một nhà kinh doanh trung niên đem vợ sang Paris. Sau khi đi khắp thành phố mua sắm, ông xin vợ cho một ngày xả hơi. Vừa thoát khỏi mụ vợ già, ông đến ngay quán rượu và cuối cùng vớ được một cô ả gái điếm xinh đẹp. Cô ả đòi 50, còn ông thì trả 10. Thế là không thỏa thuận được. Tối hôm đó, ông đưa vợ đến một hiệu ăn sang trọng và ở đó ông thấy ả gái điếm xinh đẹp ban chiều ngồi ở chiếc ghế gần cửa. Thấy chưa quý ông? Cô ả nói lúc vợ chồng ông đi ngang qua, xem ông kiếm được thứ như thế nào với 10 đô la tồi tệ của ông. Ông nói về ai? Luật sư bào chữa nói về bị cáo, thần chủ của mình. Trước mặt quý tòa là một người cao thượng, có giáo dục trung thực, tỉnh táo. Bị cáo liền ngắt lời luật sư và nói với tòa. Thưa tòa, ông luật sư này thật là không tốt. Tôi thuê ông ấy để ông ấy bênh vực cho tôi. Vậy mà từ nãy giờ, ông ấy toàn nói về một ai khác. Mỗi tháng 2 lần, chồng đặt báo xuống, nhìn vợ mà nói. Anh đọc thấy ở Brazil, phụ nữ trả nam giới 7 đô la mỗi lần nam giới nằm với họ. Cái lợi ấy ta chẳng nên bỏ qua em mà. Anh sẽ đi một chuyến tàu biển gần nhất đến đó. Cô vợ kêu lên. Em đi với anh. Anh cần em làm gì kia chứ? Anh chồng phản đối. Cô vợ cãi lại. Em muốn xem anh sống thế nào với 14 đô la mỗi tháng nhé. Theo trí nhớ, Grace và Marie cùng học một trường. Cặp đôi này vừa có một kỳ nghỉ hè hết sức là thú vị tại một miền quê. Tại đó họ còn làm quen với một họa sĩ tài ba, cũng đang đi vẽ cảnh nông thôn. Ít lâu sau trở về thành phố, họ nhận được lời mời của ông họa sĩ này đến xem cuộc trưng bày tranh của ông ta. Lúc họ đến gần một bức tranh thỏa thân, vẽ hết sức là táo bạo. Grace không thể không nhận thấy cô gái trong bức tranh giống hệt cô bạn gái Marie của mình. Marie, bức tranh này giống hệt em, chẳng lẽ em làm mẫu khỏa thân cho ông ấy sao? Tất nhiên là không. Marie đỏ mặt lắp bắp. Hẳn là ông ấy đã vẽ bức tranh dựa theo trí nhớ. Bất lịch sự. Sau cuộc đi săn, Huân Tước đi Finham về nhà có phần hơi sớm hơn thường lệ và thấy phu nhân đang ở trong tư thế tội lỗi cùng với một người bạn thân nhất của Huân Tước là ngài Abakablay. Huân Tước đu Finham đứng sững giữa cửa phòng ngủ, lớn tiếng quát mắng vợ về sự không chung thủy. Giọng gầm thét, ông nhắc lại cho vợ nghe là ông đã cứu bà ra khỏi cuộc sống thảm hại trong khu phố lầm than của thành phố London, đem đến cho bà kẻ hầu người hạ, áo quần và đồ trang sức đắt tiền như thế nào. Phu nhân Dumingham khóc như mưa như gió, ngài Huân Tước bèn chuyển cơn giận dữ sang người đàn ông mà ông vẫn đinh ninh là bạn. Còn ông nữa, Carly, ít nhất ông cũng có thể ngừng lại trong khi tôi đang nói chứ. Quán tính. 3 giờ sáng, hai vợ chồng nhà nọ đang ngủ. Bỗng bà vợ ngủ mê kêu ré lên.
Chết rồi, chồng em về. Ông chồng tỉnh ngay dậy, quờ quần áo nhảy ra cửa sổ. Mấy lần. Trong lúc xem triển lãm gia súc trong một chợ quê cùng chồng, bà vợ khênh khịu hỏi một trong những người nuôi bò đực là mỗi tuần họ cho bò của họ làm cái chức năng giống đực của chúng mấy lần. Khoảng 4-5 lần, người chủ bò trả lời. Quay sang nhìn chồng có vẻ khinh bỉ, bà nói: Anh thấy chưa, 4 hoặc 5 lần chưa phải là nhiều so với những con mà loại xuất sắc đấy. Hiểu ra là mình đã góp thêm vào cái thói dằn vặt chồng của người phụ nữ kia, người nuôi bò đực vội nói tiếp. Tất nhiên là chúng tôi không bao giờ đưa cùng một con bò cái vào 2 lần liền. Gậy ông đập lưng ông. Lúc chồng đi làm, cậu con trai lên 4 nói với mẹ. Lúc mẹ đi vắng, bố đưa chị Sen lên gác và... Mẹ cậu ngăn lại và bảo, để tối lúc bố về con hãy kể nốt nha. Trong bữa ăn tối hôm đó, bà ta nói, con trai, bây giờ con có thể kể nốt câu chuyện rồi đó. Vâng, bố đưa chị Sen lên gác và làm giống như mẹ làm với bác Charlie lúc bố đi câu cá ấy. Con gái vâng lời. Mẹ cô dâu có một số quan điểm cổ hủ về hôn nhân. Bà truyền dạy con gái, đừng bao giờ để chồng con nhìn thấy con hoàn toàn khỏa thân. Bao giờ con cũng phải mang một thứ gì đó trên người. Vâng thưa mẹ. Cô gái vâng lời đáp. Sau khi cưới được 2 tuần, cô gái cùng chồng sắp sửa lên giường thì anh chồng hỏi, em yêu, trong gia đình em có ai bị tâm thần hay không đấy? Theo em biết thì không có, mà tại sao anh lại hỏi như vậy? Có đấy, chúng mình cưới nhau đã 2 tuần lễ, vậy mà đêm nào em cũng đội cái mũ tồi tệ ấy lúc nằm ở trên giường là sao? Gà không có vú. Một con gà mái than với gà trống. Anh ơi, tại sao con người có vú mà em lại không có? Gà trống thủng thẳng đáp, em có để làm gì, anh đâu có tai đâu. Bồi nhầm thuốc độc. Hai vợ chồng nhà kia sinh được một cậu con trai dễ thương mạnh khỏe, nay đã 4 tuổi rồi. Một đêm nằm chưa ngủ được, cô tâm sự với chồng. Anh, con vẫn bú dù em đã hết sữa rồi, nó vẫn cứ nhằn thôi. Nhiều hôm em đau quá em không chịu được luôn á. Người chồng cũng xót xa tiếc vợ, rồi cũng cười nhẹ và nói, anh đã có cách, em bôi chút dịch gì đó vào, nó bú thấy khó chịu là bỏ liền. Đêm đó người chồng lấy một lọ màu vàng ra và bôi vào nhũ hoa vợ, hôn vợ yêu một cái rồi đi trực ca đêm. Đã giữa đêm rồi, người chồng chợt nhớ ra là mình đã lấy nhầm lọ thuốc cực độc bôi cho vợ. Anh thốt lên, chết rồi, bà giết con rồi. Anh liền lên xe tức tốc lao về nhà. Khi về tới nhà, anh thấy mọi người đang đứng rất là đông quanh nhà mình. Biết con có chuyện chẳng lành, anh lại than lên trong tuyệt vọng. Con ơi, bà giết con rồi. Trong nhà thì phát ra tiếng xôn xao, người thì bảo kệ mẹ nó cho nó chết, người lại bảo gọi xe cấp cứu. Người cha lại càng thêm tuyệt vọng, khuỵ gối trước cổng mà than khóc. Chợt có ai đó vỗ vào vai mình, người cha vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy đó là con trai mình. Lúc đó cậu khẽ nói, ba ơi, sao chú hàng xóm tự nhiên lại chết trong nhà mình?